Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của sinh viên EdX. Mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên khóa 2 của Đại học EdX. Và trong video này, môn khoa hạnh phúc thì mình sẽ tóm lược lại những cái cách để chúng ta có được sự hạnh phúc và trau dồi sự hạnh phúc của mình. Đấy. Như cái môn học này nó là khoa học hạnh phúc. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm lại xem những cái kiến thức chúng ta đã từng trải qua và định nghĩa lại xem là hạnh phúc là gì. Thế hạnh phúc là gì? Trong môn chúng ta thì sẽ có rất nhiều bạn có những cái định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Có bạn thì cho rằng hạnh phúc là sự vui vẻ sung sướng, đơn giản như thế. Có những bạn là hạnh phúc chỉ cần bữa ăn ngon, hay là hạnh phúc là trở về gia đình, hay họ hạnh phúc là trạng thái cảm xúc của chúng ta khi chúng ta đạt được những cái gì chúng ta mong muốn. Hoặc sẽ có những bạn sẽ định nghĩa là hạnh phúc chỉ là thái độ của chúng ta đối với cuộc sống, đối với nhân sinh muôn loài vạn vật, đối với xã hội xung quanh chúng ta. Chung ghi lại, hạnh phúc chính là một loại trạng thái cảm xúc rõ ràng và tích cực. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc? Và tại sao chúng ta lại mong muốn có được cái sự hạnh phúc? Đấy. Thế thì cái mục đích của mỗi con người chúng ta đó là chúng ta không phải là mục đích của tôi là kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền, mục đích cuối cùng của việc kiếm nhiều tiền đó là làm cuộc sống no đủ, đầy đủ và hạnh phúc. Hay những người cố gắng đạt được những cái vị trí cao, làm sáng cái danh của mình lên, tất cả cũng chỉ vì một cuộc sống yên vui, cuộc sống yên ổn. Nó cũng hướng đến chữ hạnh phúc. Thế thì sẽ có hai con đường, hai cách để chúng ta có được sự hạnh phúc. Đó là hạnh phúc đến từ bên ngoài và hạnh phúc đến từ bên trong. Hạnh phúc đến từ bên ngoài là hạnh phúc đến từ các mối quan hệ. Đó là khi chúng ta trao đổi giá trị và nhận về cái sự happiness. Thế thì để có sự hạnh phúc từ cái cách này thì chúng ta hãy trau dồi bản thân, học tập kiến thức để có được cái giá trị cao, đem lại niềm vui cho xã hội, nở nụ cười chúng ta nhận về sự hạnh phúc, sự yêu mến. Hay chúng ta trao đi cái sự hạnh phúc, trao đi sự thân thiện, trao đi sự yêu thương, sự vui vẻ thì chúng ta sẽ nhận về cái giá trị cho bản thân mình. Còn hạnh phúc đến từ bên trong, nó bắt nguồn từ chính bên trong cơ thể chúng ta, từ bên trong con người chúng ta. Đó chính là 6 con người luôn tồn tại trong con người chúng ta. Đó chính là chữ WeWeb mà mình thường chia sẻ với các bạn ở trong những video trước. Đó chính là sự wisdom, sự ethics, willpower, emotion, body health và souls. Đó. Đầu tiên đó chính là người anh cả trong cái chữ wisdom, trong cái chữ WeWeb này. Nó dẫn dắt 6 con người, 5 con người lại để tạo thành 6 con người chúng ta. Đó là cái sự hiểu biết sâu sắc, hay còn gọi là sự minh triết, wisdom. Đó. Sự hiểu biết sâu sắc này nó đến từ cái việc chúng ta lặp đi lặp lại một quy trình để có được một sự hiểu biết sâu sắc về một cái vấn đề, một lĩnh vực kiến thức nào đó. Chúng ta tiếp nhận kiến thức bằng ngũ quan, bằng năm giác quan của chúng ta để chúng ta có được chữ know, đó là biết về cái kiến thức, về cái lĩnh vực đó. Sau khi biết xong, chúng ta sẽ dùng chữ think để tư duy cái cách làm, cái cách thực hiện. Và tư duy xong, sau khi chúng ta có cái sơ đồ xong thì chúng ta sẽ phải do, là thực hiện cái kiến thức đó. Thực hiện xong, chúng ta sẽ phải review lại toàn bộ quá trình từ know, think, do bằng cách lặp đi lặp lại, sửa đi sửa lại, viết đi viết lại, nói đi nói lại để output chúng ta là cái sự hiểu biết sâu sắc rõ rệt, hiểu biết thực sự về kiến thức, về cái lĩnh vực đó. Chúng ta không chỉ review một lần, mà nếu thấy không ổn chúng ta lại review lại, chúng ta lại know, think, do và chúng ta biết, nghĩ và thực hiện nó, bao giờ chúng ta hoàn toàn hiểu thì thôi. Khi đó chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết sâu sắc, có được sự excellent xuất sắc và chúng ta sẽ có sự competitiveness, là ưu thế cạnh tranh. Và chúng ta cạnh tranh được với xã hội thì chúng ta sẽ có giá trị cao. Và có giá trị chúng ta sẽ nhận được về nhiều tiền và đó chính là sự happiness. Đó. Đó chính là wisdom. Thứ hai là ethics. Ethics chính là cái sự hạnh phúc. Nó là sự đạo đức. Đạo đức thì chúng ta thường bắt nguồn từ nỗi sợ. Ví dụ như là chúng ta kính trên nhường dưới, chúng ta có đạo đức tốt với các ông bà già, chúng ta chào hỏi họ bắt nguồn từ cái sự
sợ hãi khi chúng ta không ngoan thì chúng ta sẽ được quả báo, may con cháu chúng ta cũng sẽ đối xử như vậy. Hay là chúng ta hiểu được cái sự không lấy đồ của người khác, không ăn trộm, đó là do cái sự sợ pháp luật của chúng ta. Khi chúng ta có những hành động sai thì sẽ có những người trừng trị chúng ta đó. Thì thường đạo đức nó sẽ bắt nguồn từ nỗi sợ. Hết để trau dồi cái sự hạnh phúc đến từ đạo đức thì chúng ta hãy làm những cái điều có lợi cho người khác và có lợi cho bản thân, không làm những chuyện lợi mình hại người đó, thì chúng ta sẽ có được cái niềm vui, không bị ăn năn đó. Thứ ba đó là cái chữ đứng trung tâm, will, đó là will power, ý chí. Ý chí chính là cái sự vượt qua nghịch cảnh, vượt qua sự khó khăn và chiến thắng bản thân mình. Khi chúng ta chiến thắng bản thân mình thì chúng ta sẽ làm được những cái điều mà những cái chữ kia làm. Chúng ta chiến thắng bản thân thì chúng ta mới có cái sự hiểu biết sâu sắc, đó là chúng ta vượt qua cái sự lười biếng, vượt qua cái sự ngủ nướng, vượt qua cái sự lạnh khi mùa đông và ngán ngẩm khi thời tiết oi bức nóng nực. Chúng ta vượt qua cái đó bằng cái sự tập trung, bằng cái sự quyết tâm của mình, chúng ta chinh phục kiến thức đó. Less willpower, willpower đó chính là ý chí. Ý chí chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có được cái sự vui vẻ sau khi hoàn thành công việc. Và ý chí luôn có thì cái sự hạnh phúc vẫn luôn tồn tại, thì chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc trọn vẹn và lâu dài. Còn sự hạnh phúc thứ tư đến từ emotion. Emotion thì nó không giống như ba cái người anh chị chúng ta trước, nó là cái sự thăng trầm, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Cảm xúc của chúng ta thì không lúc nào giống như lúc nào. Chính vì vậy cái sự hạnh phúc đến từ cảm xúc nó cũng sẽ không bền, nó sẽ lúc lên lúc xuống, đúng chưa? Và hạnh phúc đến từ cảm xúc thì thường bắt nguồn từ khổ đau. Ví dụ như là khi chúng ta ăn cơm nếu thấy ngon thì đó là do chúng ta rất là đói rồi thì chúng ta sẽ thấy ngon. Đó là sự hạnh phúc từ cái miếng ăn bắt nguồn từ nỗi sợ, nỗi khổ đau khi chúng ta đói. Chính vì vậy, để có được cái sự hạnh phúc từ cái cảm xúc này thì chúng ta không nên lệ thuộc vào cảm xúc. Chúng ta hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh, chọn cho mình những mối quan hệ xứng đáng để chúng ta chơi, để chúng ta kết thân, thì chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào cảm xúc. Và cuối cùng là soul, tâm hồn. Trước khi đến với soul thì chúng ta sẽ cần còn một cái con người nữa, đó chính là body health. Body health chính là cái sức khỏe của cơ thể chúng ta. Khi mà chúng ta khỏe mạnh, cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì tư duy, suy nghĩ chúng ta sẽ luôn tích cực. Và cái sự tích cực của chúng ta duy trì khi sức khỏe chúng ta duy trì khỏe mạnh, chúng ta luyện tập thể thao liên tục, ăn uống điều độ, thì cái sự hạnh phúc này sẽ luôn còn kéo dài. Vì mình có sức khỏe mà, mình có yếu đâu, thì cái sự hạnh phúc nó cũng sẽ đi theo đó. Và những cái người mà sức khỏe yếu thì họ sẽ thường sinh ra những cái sự mưu mẹo, mưu mô. Chính vì vậy kết thân với những người có sức khỏe tốt cũng là một cái sự lựa chọn để chúng ta có được sự hạnh phúc đó. Cuối cùng chúng ta sâu tâm hồn. Đây là cái sự hạnh phúc đến từ ý nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ đến một cái điều, một thế giới sau khi mất đi, thì chúng ta cái này thì nhiều hơn về phần các cụ, các ông bà già. Khi mà họ lớn tuổi rồi thì họ sẽ chăm chỉ nghe kinh niệm Phật, chăm chỉ làm những điều tốt đẹp để hướng đến một cái điều thiện lành, một cái sự đẹp đẽ, một thế giới tươi đẹp bên kia cuộc sống đó. Thì vừa rồi thì mình đã chỉ cho các bạn hai con đường để chúng ta tiến đến sự hạnh phúc, đó là trau dồi giá trị để trao đổi giá trị với con người, trao đổi giá trị với nhân sinh, với lại vật vật, với xã hội để nhận về happiness. Và con đường thứ hai đó là nuôi dưỡng 6 con người cho con người, đáp ứng để làm 6 con người chúng ta hạnh phúc, để chúng ta có sự hạnh phúc. Và hãy cùng luyện tập để có được sự hạnh phúc lâu dài, trọn vẹn và mãi mãi. Và video của mình thì sẽ xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn các tình yêu đã nghe đến cuối video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.